xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì mình là Vân đây. Thì Vân lại đến với chia sẻ 5 món của ngày hôm nay. Thì trước tiên thì rau cải đồ sẽ đem đi rửa để cho nó dội nước qua nè. Ngày hôm nay mình sẽ chiên cá. Mình chuẩn bị cái con cá này nè. Cái này là kêu hoảng gì mà mình tiếng Việt mình không biết cá nói thì sao nữa, nói thiệt chứ hồi đó qua đây chứ ăn không được bao nhiêu, qua bên này biết cái tên, biết cái tên, đồ ăn rồi nhưng mà cũng không biết tên bên Việt Nam nói thì sao. Còn này là đậu hũ non các bạn, ở trong này có trứng gà nữa. Thì cái cá mà trước khi chiên mình sẽ ấy một miếng ít bột mì, cái loại cá này rất là mềm, ấy miếng bột mì chiên cho nó dễ các bạn ơi, tại vì không ấy bột mì dễ bị dính hoặc là khi mình ấy mới dễ lắm. Đây mình bắt cái chảo lên, mình đổ miếng dầu vô. Đổ miếng dầu vô để cho cái bếp nó nóng lên, rồi bắt đầu mình cho cá vô mình chiên. Cá này mình có xát qua một ít muối mình nêm rồi đó, cho nó mặn mặn tí xíu rồi mình chiên lên. Đây có hai cái trứng cá nè, đem chiên lên luôn. Trứng cá này Vân cũng thích ăn lắm, nó ngon á đó. Đó khi mình chở qua nó còn đẹp nè các bạn, nó không có bị bể. Cá này rất là mềm luôn, nếu mà không ấy là nó dễ bể lắm, gấp thôi nó cũng đã bể rồi. Hôm nay mình chiên vậy thôi, cho mấy ổng chấm muối tiêu ăn cũng được rồi. Cá chiên chấm muối tiêu cũng ngon lắm á. Đó, mình chiên sơ qua. Hôm nay cái nồi canh là mình dùng mấy cái xương gà, mình nấu cái canh củ cải trắng này nè. Tại một ngày 5 món có món canh nữa. Cái này đi nấu cho người ta hùng tiền lại thì không có nhiêu tiền, thì tính nhiêu tiền mình làm nhiêu món vậy đó. Chứ không phải là ở nhà mình nấu cho nhà ăn, này đi làm mướn, nấu cơm mướn cho người ta cho nên là vậy á. Một tháng mấy ông gấp có 2.500 à, mà tới 33 ông ăn, cho nên là cứ một tháng có 80 mấy ngàn tiền tài mà nấu ăn phải chia một bữa 5 món, một ngày nấu 2 bữa, cho nên đồ ăn nhiều lúc tiền không đủ đắp qua đắp lại á, nấu món này món kia phải suy nghĩ cũng cực cho bà nội trợ đó. Con cá nè các bạn, hai con cá này khoảng 200 đồng tiền đài rồi. Thì cái đậu hũ non này nè, mình xé ra, mình sắc ra như vậy nè, sắc ra rồi bắt đầu sệt lại, sắc ra dọc ra như vậy, cục vậy để đem đi chiên các bạn. Đó, đậu hũ trứng gà đó, mình sắc ra rồi mình sắc dọc ra mình đem chiên. Cái này rất là mềm luôn đó. Sau đó bỏ cái đậu hũ vô chiên nè các bạn. Đó, cái đậu hũ vô chiên. Đậu hũ này chiên hả, gấp dễ bể lắm các bạn ơi, cho nên là cái gì cũng nhẹ nhàng, đậu nó nhẹ nhàng. Cái vẻ đậu hũ này non rất là mềm luôn. Đậu hũ non này có người đem ra đây ăn sống rất ngon các bạn. Chan cái nước tương lên, chan miếng nước tương đặt lên hoặc nước dầu hào lên thôi cũng ngon rồi, khỏi cần đem chiên. Đó, chiên cái thành màu vàng đẹp quá trời luôn nè, nhìn ngon ha. Đây nhìn quá ngon luôn. Rồi mình cho một ít muối tiêu lên đây, lát nữa mấy ông chấm, mấy ông tự chấm ăn tự chấm được rồi. Cá cũng chiên xong rồi nè các bạn, chá chiên giòn rồi, có hai bếp nấu nó lẹ hơn, bên này nhảy qua bên kia nhảy lại. Rồi cá mình sẽ ấy một miếng gừng, một miếng hành lên đây cho nó thơm, bỏ lên trên cá cho nó đẹp mà nó lại có cái mùi hương thơm, cho nhìn cho nó ngon ngon tí xíu. Đây ấy miếng lên, nhìn cho nó đẹp đẹp, con cá nhìn nó ngon ngon ha các bạn ha. Ok, ở trong bếp tự mình thì làm sao cho nó đẹp cho nó ngon là được rồi. Nấu cơm có người ăn là mừng rồi. Rồi mình bắt một cái chảo lên. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình đập ba cái trứng ra, mình xào cho trứng thơm thiệt là thơm. Trứng thơm là phải xào khô khô tí xíu. Rồi mình bỏ hành với lại củ cà rốt sắc nhuyễn á cho nó có màu. Mình xào cho nó thơm lên. Mình xào cho nó thơm lên xong rồi mình bỏ bắp cải vô mình xào các bạn. Đây bắp cải của ngày hôm nay, bắp cải này lên giá lại rồi. Lâu lâu cái bắp cải có hả, lúc thì rẻ rề, lúc thì lên giá. Rồi xong mình xào lên vậy đó. Thì cũng xào qua xào lại vậy thôi à. Cái này chắc các bạn ai cũng biết rồi. Không mà kệ, ta lỡ chia sẻ cái 5 món hôm nay thì cái cách làm Vân cũng chia sẻ luôn. Rồi bỏ vào đây một ít muối, một ít bột ngọt. Rồi mình xào lên các bạn.
Mình xào lên rồi cái cho nó mềm mềm tí xíu nè. Mềm tí xíu rồi mình sẽ gấp ra. Đó, vậy là xong một món rồi đó các bạn. Ok, mình bưng ra bàn nha. Bưng ra bàn để cái bắp cải này nếu mà vào mùa lạnh thì rất là giòn, rất là ngọt luôn, rất là ngon luôn. Bắp cải này nếu mà vào mùa lạnh á, mai mốt lạnh ha, ăn bắp cải này nó ngon lắm. Đậu hũ cũng xong rồi nè mọi người ơi. Wow, đậu hũ ngon non mà nhìn ngon quá trời luôn. Rồi mình bắt cái chảo dầu lên ha. Chắc bắt chảo dầu lên mình xào thịt bò nè. Cho dầu nó nóng rồi xong rồi mình bỏ thịt bò vô đây. Cái thịt bò này mình mới ướp một ít bột năng nè, nước tương nè, tỏi nè. Đó. Ít bột năng, nước tương, tỏi mình ấy cho nó mềm, cho nó cái thịt nó ngon á. Trộn ít bột năng cho thịt nên nó cái thịt nó khỏi bị xào nó bị mất nước, nó dai các bạn. Ấy nước tương tí xíu nước tương vô đúng mấy. Rồi mình bắt cái chảo khác lên. Bắt cái chảo khác lên mình xào kim chi nha. Đây, mình trước khi mình xào thì mình cho nhiều dầu tí xíu tại vì lát nữa mình luộc rau bông súp lơ xanh á. Cho nên mình luộc rồi mình trộn với dầu vậy thôi chứ mình không có xào, cho nên mình sẽ làm nhiều tí xíu rồi mình múc ra bớt. Này tỏi với lại dầu á các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu xào kim chi nè. Thì là cái gì, cái thịt bò xào kim chi ăn cũng rất là ngon, chua chua ăn rất là ngon các bạn. Kim chi này, kim chi của Hàn Quốc nè, cái loại này cũng ngon. Thiếu nước mình cho miếng nước vô. Wow, sau khi sôi lên rồi nó mềm tí xíu rồi mình cho cái thịt bò lúc nãy vô ngược trở lại. Bỏ thịt bò vô ngược trở lại. Rồi mình xào 2-3 phát cho nó ngấm gia vị. Mình cho vào đây một ít hành lá cho nó có cái màu xanh xanh đỏ đỏ gì cho nó đẹp. Ớt vừa mua rồi mà cũng quên cầm tới, không có ớt các bạn. Nhưng mà không sao, kim chi cũng có màu đỏ rồi, khỏi ớt cũng được, không có sao. Cái loại kim chi này không cay các bạn, chỉ chua thôi chứ không có cay. Nhìn nó đỏ vậy chứ không có cay. Đó, nó xào lên các bạn, xào nó nãy bỏ miếng nước vô rồi, giờ nó hút cũng hết nước luôn rồi đó các bạn. Rồi nãy mình có bỏ vô đây một ít đường nha, nó kim chi nó hơi chua tí xíu, mình cho tí xíu đường vào đây mình trộn, bây giờ mình múc ra mình đem ra nè. Ok, cái 4 món rồi đó các bạn ơi. Giờ món bông cải nè, bông cải hồi nãy mình lấy á, mình cho vào đây miếng muối, miếng bột ngọt, mình trộn lên. Sau đó mình luộc bắp cải nè, luộc cái bông cải nè. Cái bông cải này mình cho lát nữa mình luộc lên á, cái mình trộn á, nó cũng đẹp cũng ngon rồi, khỏi mất công xào nhiều lúc nó không có đẹp màu, nó hơi vàng vàng. Luộc qua cho miếng dầu ăn vô luộc cho nó xanh bông cải lên. Mà nó dễ mềm hơn là xào các bạn. Luộc nó sẽ mềm, nó mềm mà nó ngon. Còn xào tới khi nó mềm thì cái bông cải nó cái biến cái màu ngà hết trơn rồi, ngà vàng vàng hết rồi. Đây, khi được rồi mình sẽ vớt ra. Mình rớt ra mình bỏ vô trong cái nồi dầu lúc nãy nè. Bỏ vô cái nồi dầu lúc nãy rồi mình lắc nó lên. Mình lắc nó lên cho nó đều là được rồi. Đây, mình lắc nó lên cho nó đều. Rồi mình đổ ra dĩa nha. Ngon quá các bạn, thơm lắm. Xong rồi mình đổ ra dĩa mình bưng ra bàn luôn nè. 5 món, thế là hôm nay 5 món xong đó các bạn. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì cái món hôm nay đã nấu xong rồi đây các bạn ơi. Đây là 5 món. Thịt bò xào kim chi nè các bạn. Thịt bò xào kim chi. Đó, rau luộc trộn với dầu tỏi gì đây. Khỏi mất công xào, trộn vậy nó cũng xanh, cũng đẹp, cũng ngon các bạn. Đậu hũ trứng gà chiên lên vậy các bạn. Cái loại này đậu hũ trứng gà các bạn. Đậu hũ như có làm trứng gà trong đó. Cá hường. Cá chiên giòn.
cá chiên giòn các bạn. Bắp cải xào trứng. Bắp cải xào trứng nha các bạn. Thì đây, 5 món của ngày hôm nay đây các bạn. 5 món của ngày hôm nay đây. Khá là ngon luôn. Ok. Nấu xong rồi các bạn ơi. 5 món xong rồi đây. Hello các bạn. Thì mình nấu xong rồi nè. Giờ ngồi dưới gốc cây chuối. Ngồi dưới gốc cây chuối hít cái mùi lá chuối. Nhớ cái cây chuối này nè. Nhớ cái cây chuối này có một cái trò chơi. Để Vân lấy cho. Dưới cây chuối này có một cái trò chơi. Để Vân kiếm chỗ cái Vân để cái màn hình cái nha. Vân kiếm chỗ để cái màn hình. Bây giờ cái Vân làm cái này. Hồi nhỏ chơi làm cái này không à. Quấn cái này lại. Rồi, hết biết luôn rồi. Hết biết làm sao luôn rồi. Quấn. Nhỏ làm thổi hay lắm. Quấn sao rồi nè. Nhỏ chơi rất là vui luôn. Chơi được rồi. Thổi được rồi mọi người ơi. Thổi được rồi. Lấy lá chuối. Ở trên có cây chuối nè. Lấy lá chuối. Là làm xong việc rồi, ra chim kiếm lại trò chơi tuổi thơ. Ôn lại kỷ niệm. Tự mình làm niềm vui đúng không các bạn. Đời giờ. Coi còn thổi được ra cái tiếng gì nữa không? Mỏi miệng quá. Cái kèn làm bằng cái lá chuối. Tuổi thơ chắc có nhiều, rất là nhiều người làm giống Vân ha. Cái này rất là nhiều bạn ngày xưa chắc ai cũng biết rồi. Chỉ có cái là giờ già rồi ôm lại kỷ niệm thôi. Ô, ngồi dưới gốc chuối mà nó mát lắm các bạn ơi. Thoải mái. Ra ngoài hít cây này cây lá này lá kia cho nó khỏe chứ hút dầu vô cái phổi về tối dễ bị ho lắm. Nhưng mà ra hút cái này cái kia cho
cái phổi mình nó có trao đổi không khí một tí xíu. Chứ người phụ nữ mình cực lắm các bạn ha. Bạn nào nấu cơm biết, người phụ nữ nào ở trong bếp rồi á hả, ở trong bếp rồi á, hút ba cái dầu nhiều á, rất là mệt luôn á. Ra ngoài gốc cây á, gốc cây thải ra những cái chất chất gì Vân cũng không biết, nó nói chung là sinh học Vân không có giỏi. Hồi đó học lớp 8 ra trường rồi, lớp 8 là tốt nghiệp đại học rồi. Cho nên là không có hiểu về ba cái sinh học đồ, ngày xưa học cũng không có thời gian, học cũng dở lắm. Thì nói chung là mình thấy cái đứng ngoài gốc cây thôi là mình cảm thấy cái con người mình nó có giống như trao đổi không khí á, nó thoải mái rất là nhiều luôn. Rầm ba cái trò chơi này. Cũng được. Cũng vui. Rồi cái clip hôm nay Vân chia sẻ tới đây nha. Chia sẻ dài quá các bạn coi cũng mệt. Hy vọng là cái clip này sẽ chia sẻ đến những chị em Việt Nam mình, nhất là những cái chị em Việt Nam nào mà ở Đài Loan á, muốn tìm hiểu về cách nấu ăn của Đài. Tại mình gia nhập vào cuộc sống của Đài, nhiều lúc mình phải phục vụ gia đình chồng hoặc là ở chung với ba mẹ chồng, cần nấu những cái món Đài gì đó mà các bạn muốn vô học hỏi á, thì Vân nghĩ cái clip này sẽ giúp ích cho mọi người, sẽ chia sẻ đến cho mọi người biết thêm về cái cách nấu, với lại chị em mình ở gần nhau cùng một chung một cái xứ Đài, chị em mình cùng nhau chia sẻ những cái gì, nếu muốn nấu món gì hoặc muốn học cái hỏi cái gì vô thì Vân đều giải đáp hết. Tại vì cuộc sống ở đây Vân hiểu rõ và Vân cũng nghĩ rằng Vân sẽ làm được một điều gì đó giúp cho chị em chúng ta ở Việt Nam, ở Việt Nam qua bên Đài để ở gì đó. Vân hy vọng Vân sẽ cố gắng làm được cho những điều này. Thì các bạn cũng đừng ngần ngại, muốn hỏi gì thì cứ hỏi Vân sẽ giúp đỡ cho. Cuộc sống ở Đài Vân hiểu hết mà, 15 năm rồi. Đối với Vân thì học hỏi cũng được rất là nhiều. Vân cũng đi từ đó mà cũng đi học hỏi người ta mà ra. Thì hôm nay có được những cái gì thì Vân sẽ trao đổi hết cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Clip chia sẻ đến đây thôi nha các bạn. Hẹn vào clip vào ngày mai. Cảm ơn các bạn.